có phải theo quy định của tất cả các chùa bên Nam Tông hay Bắc Tông là các chư tăng sẽ tụng lại giới bổn vào các ngày trai giới 15, 14, 30 hay 9 phải không? Khi đó giới của các chư tăng đã chư tăng thì không cần phải cát, còn cát thì không cần phải chư. Các chư tăng thì nó hơi kỳ, của chư tăng sẽ không được, sẽ được trong sạch trở lại như hồi đầu mới xuất gia. Cho con hỏi là chư tăng sẽ tụng lại giới vào lúc nào? Quý vị nên phân biệt nha, sám hối nó khác với tụng giới. Tại vì thông thường á là trước khi tụng giới chư tăng sẽ sám hối trước, đừng như thế này nè, để cho nó tiện thôi. Bởi vì trong cái quá trình tụng giới á, thì chư tăng sẽ có một cái thông lệ là sẽ hỏi chư, khi mà tụng xong một cái phần nào đó, ví dụ như tụng xong cái phần bất cộng trụ, chư tăng sẽ hỏi là cái phần bất cộng trụ này nè có vị nào phạm hay không, không có thì cho qua, còn nếu như vị nào phạm á, là chư tăng phải giải quyết vị đó. Rồi sau đó là tụng tiếp đến cái phần giới tăng tàng, rồi sau khi tụng xong tăng tàng lại hỏi tiếp là trong cái phần tăng tàng này các sư có ai phạm hay không, nếu như phạm là chư tăng phải dừng lại và giải quyết. Chính bởi vì như vậy đó, để cho tiện á, thì trước khi tụng thì chư tăng sẽ sám hối trước, có cái lỗi gì sám hối trước, thì như vậy quá trình tụng á, tụng tụng giới nó sẽ được liền mạch chứ nó không bị gián đoạn. Thành ra đó sám hối khác với tụng giới. Việc tụng giới không giúp cho chư tăng trong sạch giới, mà cái việc sám hối mới giúp cho chư tăng trong sạch giới. Thành ra cái việc mà vị đó có trong sạch hay không, nó không phụ thuộc vào cái chuyện có tụng giới hay không, mà phụ thuộc vào vị đó có sám hối hay không. Và cái việc một vị sư sám hối đó, nó tùy mỗi vị. Có vị thì sám hối mỗi nửa tháng, có vị thì sám hối mỗi ngày, có vị thậm chí sám hối nhiều lần trong ngày. Thì mỗi lần vị đó sám hối xong thì giới vị đó trở nên trong